Ok, xin chào các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái trải bài, đó là họ đang nghĩ gì ha và hành động kế tiếp của họ dành cho mối quan hệ này. Nói chung là trong đây nó có cái thông điệp gì, mình thấy được cái điều gì thì mình sẽ đọc cái thông điệp đó lên cho các bạn, là nói về cái đối tượng của các bạn ha, cái người mà các bạn đang quan tâm á, không biết họ đang nghĩ gì về mối quan hệ này, ví dụ vậy ha. Bây giờ mình sẽ xem ba cái hình, sau đó mình sẽ chọn ha. Bạn có thể bấm đứng màn hình lại để dễ chọn ha. Bạn nào mà xem trải bài tổng quan năm 2023 thì có thể inbox giùm mình. Rồi bây giờ mình sẽ chọn nha. Tụ bài số 2. Mình có thể nhìn hình, nhìn màu sắc, nhìn cái sự thu hút, nhìn cái bằng cái tâm của mình, bằng cái trực giác của mình ha. Rồi bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 1 được chưa các bạn? Rồi tụ bài số 1 của chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ ha bạn ha. Rồi tụ bài số 1 bắt đầu ở 1 phút đi. Ok, tụ bài số 1 của chúng ta sẽ xem coi cái người này đang nghĩ gì. Thì mình cảm thấy là cái người này á, họ đang có một cái giai đoạn mình nghĩ là nó khá khó khăn và kiểu như là năng lượng của họ khá là tiêu cực. Họ hơi kiểu là cần phải giải phóng bản thân của mình, cần phải giải phóng những cái sự khó chịu bực bội bên trong bản thân của mình, và họ cần đối diện và đấu tranh với cái giai đoạn này để họ có cái sự bước tiến trong cái năng lượng cá nhân của họ. Thì với cái năng lượng này mình thấy là khi mà họ hoàn thành cái câu chuyện hoặc là bài cái bài cái bài học này thì mình cảm giác thấy là giống như là họ muốn đến với bạn. Nếu như bạn là một người cung nước sông ngư cự giải bọ cạp á, thì cái người này họ muốn đến với bạn, họ muốn sông ngư cự giải bọ cạp hoặc là kim ngư mà có sự nữ, thì cái người này họ muốn đến với bạn, họ muốn kết nối với bạn, họ muốn có được là nhiều cái niềm vui khi mà ở bên cạnh bạn, có thể là vì cái việc mà ở cùng bạn hoặc là vì cái việc mà đồng hành cùng với bạn. Họ sẽ cố gắng phát triển bản thân của mình hoặc là họ sẽ cố gắng vượt qua những cái giai đoạn khó khăn này. Thì mình cảm thấy giống như năng lượng này thì cái người này họ có cái sự ngắt kết nối và im lặng, nhưng mà họ sẽ liên lạc lại, họ sẽ tương tác lại. Đó, thì mình thấy là mặc dù là có sự tiêu cực cũng như là thậm chí là có sự chia tay trong cái liên kết và cái mối quan hệ này, nhưng mà năng lượng này là một cái năng lượng mà chắc là phải cần thêm một cái thời gian thì cái người này họ mới có thể bình phục ổn định, họ mới có thể đối diện được mọi thứ, họ mới có thể trưởng thành về trong suy nghĩ và họ có thể đào thải ra những cái sự tiêu cực thì họ mới có thể đến với bạn. Thì năng lượng này mình nghĩ là sẽ đến với nhau hoặc là sẽ có cái giai đoạn gọi là khi cả hai người ổn định lại thì cái người nam này họ sẽ ổn và họ sẽ có thể là liên lạc hoặc là họ có thể có cái kết nối với bạn. Bởi vì năng lượng bây giờ nó hơi tiêu cực một chút, năng lượng bây giờ là cả hai người luôn á, là đối với bạn thì bạn phải biết yêu thương chính bản thân của mình và bạn sẽ phải gọi là chậm trong cái mối quan hệ này là một chút để cho cả hai người có một cái khoảng cách để cả hai người có thể chữa lành bản thân của mình ha. Tại vì trong năng lượng này chắc chắn nó sẽ có những sự ghen tuông, như là họ ghen với bạn đó, hoặc là thí dụ như cho dù bạn có thể bạn không làm gì nhưng mà bạn bạn hạnh phúc trong cuộc sống của bạn hoặc là bạn có những cái giá trị thì cũng có thể làm cho cái người đó họ ghen đó. Nhưng mà nhìn chung là mình thấy cái năng lượng này đối cái người này đối với bạn á, là họ rất là mong muốn cái mối quan hệ này, họ rất là gọi là mong muốn đem đến những cái sự lãng mạn đến cho bạn. Mình sẽ không nói đến những vấn đề khác như là một mối quan hệ ba người hay một mối quan hệ như thế nào, mình chỉ nói rằng là cái người này á là họ vì cái mối quan hệ này họ sẽ cố gắng để thay đổi bản thân của họ, họ cũng phải đấu tranh với bản thân của họ rất nhiều, là mình thấy là như vậy đó. Thì cái năng lượng này là họ cũng đang trong một giai đoạn là bấn loạn, nhưng mà kiểu như là họ phải phát triển, họ phải cố gắng, họ phải phải có một cái giai đoạn như thế này thì họ mới có cái sự thay đổi ha. Đó. Thì cái người này khi mà nghĩ về cái mối quan hệ này, họ rất là mong muốn được hoàn tất hoặc là được đoàn tụ hoặc là được kết nối cùng với bạn. Đó. Mình thấy là năng lượng này là họ có thể là nhìn thấy được cái sự cố gắng chăm chỉ của bạn trong cuộc sống cũng mang đến cho họ những cái năng lượng tích cực. Đó. Thì năng lượng này là cố gắng đừng để cho bạn, đừng để cho cái mối quan hệ này stress hoặc là đừng để cho bản thân của mình stress, mà hãy biết yêu thương bản thân của mình thật là nhiều ha. Ok, mình sẽ kết thúc tụ bài số 1 ở đây ha. Các bạn xem cho mình có thể inbox giùm cho mình. Bây giờ mình sẽ đến với tụ bài số 2. Tụ bài số 2 sẽ bắt đầu ở 5 phút.
Rồi, tụ bài số 2 sẽ bắt đầu ở 5 phút ha. À, đối với cái tụ bài số 2 này á, thì cái người này họ đang nghĩ gì hoặc như thế nào á, và họ có hành động gì á, thì cái mối quan hệ này á, đó là họ đang có một cái giai đoạn mà hơi thả nổi, thả trôi, trôi theo dòng chảy của cuộc sống. Họ có rất nhiều cái khao khát hoặc là cái tình cảm với bạn, hoặc là bạn rất là thu hút họ. Họ rất là nỗ lực trong cái mối quan hệ này, nhưng họ đang đứng ở một cái giai đoạn đó là bốn bên đều là những cái bức tường ngăn cản họ để mà họ có thể gọi là tiến đến với bạn. Nhưng mà mình cảm giác là năng lượng trong này, cái người này họ 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 đang có một cái sự chuyển mình, hoặc là có một cái sự cố gắng để mà xây dựng, hoặc là cố gắng để mà dẫn dắt cái mối quan hệ này để đi đến một cái điều gì đó nó tốt đẹp hơn. Đó thì mình thấy rằng là có thể bạn muốn rời khỏi mối quan hệ này, hoặc là có thể bạn đang ở một trong một cái giai đoạn mà bạn muốn đi lên phía trước, tiến về phía trước, hoặc là bạn muốn rời khỏi cái năng lượng hiện tại đó, và bạn né tránh cái người này, mình nói ví dụ vậy chẳng hạn đó. Thì mình cảm giác là cái người này á, thì những cái suy nghĩ hiện tại, nếu bạn là cung sư tử, bạn là cung song ngư cự giải bò cạp, thì cái người này họ muốn kết nối hoặc là quay lại với bạn. Và với cái năng lượng này á, thì họ nghĩ điều gì, họ rất là cố gắng trong cái mối quan hệ này đó, họ rất là gọi là còn cái tình cảm trong cái mối quan hệ với bạn, và họ rất là phân vân không biết rằng là sẽ như thế nào, bởi vì họ đang là một cái năng lượng mà trôi theo dòng chảy của cuộc sống. Nhưng mà nhìn chung thì mình thấy cái người này á là họ họ cảm thấy là những điều khó khăn này ngăn cản họ đến với bạn, hoặc là họ cảm thấy bạn bỏ rơi họ đó. Và mình cảm thấy cái người này còn yêu bạn, còn tình cảm với bạn, và họ còn rất là nhớ nhung bạn. Và nếu mà nói về cái việc hành động kế tiếp thì mình nghĩ là cái người này sẽ kết nối hoặc là quay lại với bạn ha. Ok, năng lượng này thì mình có một cái lời khuyên rằng là hãy nói chung rằng là hãy để cho cái năng lượng này nó tự nhiên một chút đó, bạn cứ thả lỏng đi. À, để cho cái người này cũng có cái thời gian một chút. Mình nghĩ là cái người này sẽ là người hành động, chứ không phải là một người mà chịu chịu chấp nhận cái hiện tại hoặc là cái kết quả hiện tại của mối quan hệ này đâu, cho nên là họ sẽ hành động ha. Đó. Có thể giai đoạn này là bạn nó đang là một cái giai đoạn để mà đôi khi nó sẽ là một giai đoạn chuyển hóa cái tình cảm của hai người nữa ha. Ok. Mình sẽ kết thúc trải bài này ở đây. Các bạn xin trải bài riêng, có thể inbox dùm cho mình. Giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 3 ha. Ok, tụ bài số 3 sẽ bắt đầu ở 8 phút 20 ha. Ok, tụ bài số 3 ở 8 phút 20 thì đối với cái tụ bài này á, nó có một cái lời khuyên cho mối quan hệ giữa bạn với cái người này, đó là bạn đừng phụ thuộc cảm xúc vào cái người này, đừng có kỳ vọng những cái điều mà nó chưa tới, đừng có quá mong đợi, giống như đừng có quá là thần thần tượng hóa hoặc là mỹ miều hóa một cái mối quan hệ như mối quan hệ này chẳng hạn. Đó, mà hãy sống trọn vẹn, đúng tròn một cái khoảnh khắc mà hai người được ở bên nhau hoặc là được ở cùng nhau đó. Cái năng lượng này á, thì mình cảm thấy là cái bài học nó đang đến với bạn, nó có một cái bài học mà bạn cảm thấy là bạn có thể là cần phải thật là rõ ràng nói rõ, chia sẻ rõ, và bạn cảm thấy cô đơn trong chính cái mối quan hệ này. Mà mình cảm thấy là cái người này á, cái đối tượng của bạn á, thì mình cảm giác như là họ 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 không có chấp nhận cái cơ hội hiện tại. Đối với cả hai người đang có vấn đề gì đó mà cái người này họ họ không có cả không có không có chấp nhận cái mối quan hệ này, họ đang có một cái giai đoạn suy nghĩ ngẫm nghĩ lại, hoặc là nói chung là mình cảm thấy là cái mối quan hệ này á, là trong cái tình cảm này á, nó mất cân bằng, cho nên là cái người này có thể họ suy nghĩ, họ đang phân vân, hoặc là họ đang hoài, giống như là hoài nghi về cái mối quan hệ này, họ chưa có rõ ràng về mối quan hệ này, mà mình cảm thấy cái người này là có cái sự né tránh trong cái mối quan hệ này. Về tình cảm thì mình thấy là cái người này có tình cảm với bạn ha, nhưng mà cái người này á là họ rất là phân vân, bởi vì họ không biết rằng là có nên tiến tới với cái mối quan hệ này không, nếu như mình quay lưng thì mình có bỏ lỡ một cái cơ hội tuyệt vời hay không. Đó. Và mình thấy cái người này á, họ yêu bạn,
bạn với cái người này á còn yêu nhau, cái người này á còn nhiều cái tình cảm với bạn, nhưng mà họ đang giữ một cái mối quan hệ hoặc là liên kết giữa bạn với cái người này, sẽ gặp nhau, sẽ gặp gỡ lẫn nhau đó. Nhưng mà mình nghĩ cái liên kết của bạn với cái người này á sẽ có những cái sự trao đổi qua lại, giúp đỡ nhau về mặt công việc, hoặc là trao đổi qua lại giống như là bạn nhận những cái tài chính, những cái may mắn về tiền bạc vật chất, ví dụ vậy đó. Nhưng mà năng lượng này á, thì mình thấy là cái người này họ sẽ nói rõ với bạn đó, có những vấn đề mà hai người bất đồng quan điểm hay gì á, sẽ nói rõ với nhau, sẽ nói rõ, sẽ rất là rạch ròi đó. Cho dù những cái lời nói rạch ròi rõ ràng đó đó, nó có thể làm cho bạn cảm thấy buồn hoặc là cảm thấy hơi cô đơn, nhưng mà thật ra thì cái điều đó đó, cái điều mà họ nói như vậy chính là cái sự tôn trọng dành cho bạn, chính là những cái từ cái nỗi lòng, từ cái nội tâm của họ nói đến cho bạn biết. Và mình cảm thấy cái người này giống như là the one của bạn vậy, mình cảm giác giống như cái người này á họ sẽ đi lâu dài với bạn, nghe tình yêu của họ, họ không có mỹ miều nó lên, họ không có nói bằng những cái lời hoa mỹ, hoặc là họ không có nói những cái điều mà bạn muốn nghe, mà họ rất là từ từ ổn định đó. Khi mà mình cảm thấy là một cái năng lượng mà cái người này giống như họ phân vân rằng là không biết có nên nói như vậy hay không, có nên nói cái điều này cho bạn biết hay không, có nên nói thẳng những cái vấn đề này hay không. Cái người này á, một là họ tồn tại trong cuộc sống của bạn á, nó bền vững, nhưng mà nó kiểu như là nó bạn sẽ không có nhận được quá nhiều những cái sự âu yếm yêu thương, hoặc là quá nhiều cái cảm xúc mà bạn cần từ cái người này đó. Cho nên bạn bị cô đơn trong chính cái mối quan hệ này, bởi vì bạn cảm giác giống như cái người này né tránh bạn vậy đó. Mà mình thấy cái người này có sự bảo thủ, có những cái cách sống riêng của họ, nên là họ rất là e dè ha, họ rất là e dè. Mà cái người này mình nghĩ là một người chăm chỉ trong cái công việc. Cái kết nối này thì mình thấy là còn kết nối lại, còn gặp gỡ nhau, và bạn với cái người này á cũng còn duyên. Mà cái người này cũng giống như là the one của bạn vậy đó, là cái người mà bạn cần tìm kiếm trong cái cuộc sống, là cái người mà mang đến cho bạn những cái cảm xúc tuyệt vời. Mình nghĩ là trong mối quan hệ này có một chút sự giận dỗi hoặc là bốc đồng một chút, cho nên là dẫn đến sự nghi ngờ, hoài nghi ha. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa là những cái điều đó sẽ vẫn có thể nói rõ ràng, và họ sẽ nói rõ ràng về trong những cái điều mà họ suy nghĩ, thì mình cảm giác cái sự rõ ràng đó nó ok và nó ổn ha. Đó, ok, mình sẽ kết thúc cái trải bài của cái tụ bài số 3 ở đây ha. Các bạn xem trải bài riêng có thể inbox cho mình ha. Hẹn gặp lại các bạn trải bài sau.